6 khái niệm. Rất là may nó tiến triển theo theo thời gian, nhưng rất là may nó vẫn có một cái thừa dấu trục, cho nên khỏi tranh luận. Lãnh đạo là khả năng nhé, thế là mình luyện một cái khả năng. Giao tiếp lại một cái khả năng nữa, giao tiếp là xác lập và vận hành một mối quan hệ. Còn lãnh đạo thì lại không phải xác lập và vận hành, mà lãnh đạo là kỹ năng đấy, là khả năng gây ảnh hưởng tới người khác các bạn. Và tôi gây ảnh hưởng đến anh một cái năng lượng, mày hai chân hai tay, ta cũng hai chân hai tay, người tao bé gì bé tí mà tao sai được mày các bạn. Nó có cái nghề đó, nó thuộc vấn đề kỹ năng, năng lực ảnh hưởng tới người khác. Nào bây giờ nói cụ thể hơn, lãnh đạo là gì? Lãnh đạo bây giờ chứ khả năng mà triển khai cụ thể rồi. Lãnh đạo là các thủ đoạn, cái khả năng này nó biểu hiện ra, thế nói cho nó rõ hơn nữa. Chứ thủ đoạn không có gì là xấu cả, nếu nó đúng luật pháp. Đi cưa gái chính là thủ đoạn, được mượn cái từ nghệ thuật tán gái, nó là các thủ đoạn đạt mục tiêu. Mục tiêu cuộc đời chúng ta phải đạt, tôi sẽ có thủ đoạn đạt mục tiêu, vì thằng chủ nó ra lệnh cho tôi phải đạt mục tiêu đó, tôi sẽ đạt được. Thủ đoạn đạt mục tiêu thông qua người khác, thông qua người khác chắc chắn là tao ngồi phòng lạnh tao không làm, người làm là thằng khác, nhưng phải làm theo ý đồ của tao các bạn. Cho nên người lãnh đạo nó không làm gì, nó chỉ phân bổ nguồn lực, nó ngồi nó ra lệnh và nó ngồi nó ký, có ba việc cái này, nhưng nó bắt cả một đám đông dùng dùng chuyển động theo ý đồ của nó. Và điển hình đó là bà Khổ đứng ở dưới, 25 triệu dân lúc bấy giờ đoàn kết xung quanh bác, mục 6 đế quốc Nhật Pháp Anh Mỹ, những thằng to đầu nhất đều dây vào cái đất nước Việt Nam, bởi vì Việt Nam có một cái dàn mặt tiền không ai có, 3.200 km bờ biển. Nó như cô gái đẹp, nó như miếng thịt ngon, mẹ các chú rình rình 4.000 năm nay, nhưng mà nhờ có thủ lĩnh đoàn kết xung quanh, sẵn sàng chết vì bác các bạn ạ. Và bác đạt mục tiêu thông qua 25 triệu dân. Và lúc này bác không còn là người lãnh đạo nữa, mà nó chuyển sang cái tầm lãnh tụ. Wow. Và thằng Bin Laden nó đứng lên, nó làm cho cả thế giới chao đảo. Thằng Mỹ nó phải lượn qua Pakistan bắn bang vỡ trận luôn. Thì bạn thấy cái khả năng đạt mục tiêu của Bin Laden tuyệt vời. Bạn đã lãnh đạo rồi, nhưng bạn phải là tâm điểm lãnh đạo thật tốt cơ các bạn ạ. Tóm lại, bạn lãnh đạo nhưng là lãnh đạo có nghề. Lãnh đạo chưa bao giờ là cái nghề, lãnh đạo là nghề. Và khi bạn chọn kỹ năng này làm chuyên sâu thì nó trở thành nghề. Chưa bao giờ lãnh đạo là cái nghề, mà nó là cái nghề. Mà lãnh đạo đích thân học hoàn toàn làm được, nhưng nó chỉ đạt đến maximum là level 3 thôi, không thể đạt cao hơn được, không gây ảnh hưởng với người khác hơn được. Khi nào mà lãnh đạo được thầm Lê thầm Dương thì level bạn rất cao. Mà nhân viên của bạn, những thằng như tôi rất nhiều, lãnh đạo rất giỏi. Bí mật thứ hai nó nằm ở cái góc này, đó là lãnh đạo thì giỏi, nhưng mà cái tầm của mày nó ngắn quá, cho nên là mày vẽ chiến lược cho thật đúng, chiến lược đúng các bạn ạ. Nguyễn Kim rất giỏi nhưng mà sai đường đi rồi xong việc. Các chị ạ, lúc này mở ở Hà Nội và Sài Gòn thắng lớn, mở ra vùng ven cả mỏ. Cho nên mật mã thứ hai là cái thằng nội tạng mày phải quy tụ được người ta, nhưng đồng thời mày phải vẽ đường đi cho thật đúng. Đây là nhân tố quyết định, chứ không phải khôn vặt. Những người bạn là quyết định, cái khôn vặt ấy là chiến thuật. Mày càng khôn vặt mày càng chết. Bí mật thứ ba nó nằm ở góc độ này, lãnh đạo cơ giỏi
chiến lược cực đúng, nhưng mà nó có làm đấy, 1000 lính không thằng nào làm. Thì ở đây bí mật thứ ba là có một đạo quân thực thi. Cho nên ngày nay để tuyển dụng, tiêu chuẩn đầu tiên 60% là người ta tuyển những thằng thực thi. Nếu bạn mà có một cái đội quân để bạn gây ảnh hưởng, mà đạo quân này có một thương hiệu nói mà không làm, lãnh đạo giỏi mấy, chiến lược đúng mấy thì bạn cũng thua. Làm và làm. Miếng phô mai có sẵn chỉ có trong cái bẫy chuột. Đạo đức là làm được cái gì? Cho nên cái mật mã thứ ba là bạn phải có một đội để bạn sai. Một, mình có nghề sai. Thứ hai là vẽ đường sai cho nó đúng. Và thứ ba, cái đội mình sai là cái đội sẵn lòng làm việc. Nó cũng nguyên một cái bài huấn luyện đội thực thi. Các bạn ạ, mật mã thứ tư là lãnh đạo giỏi, chiến lược đúng, thực thi quyết liệt. Nhưng bạn gặp một đội quân của doanh nghiệp khác, nó cũng lãnh đạo giỏi, nó cũng chiến lược đúng và nó cũng thực thi. Nhưng khốn nạn, cái người thực thi của nó giỏi hơn thì bạn sẽ đứt gân với người ta. Các bạn ạ, đội quân rất giỏi mà không thực thi vẫn, tất cả đều thực thi nhưng mà người thực thi của mình là bò, người thực thi của nó là người. Đấy là nhân sự. Trong nhân sự nó có 4 loại. Thì ở nhân sự này người ta cần nhất là thằng nhân sự tạo ra của cải, đó là thằng tài. Nhân sự điển hình là thằng tài. Tài năng cuối cùng của thằng giám đốc, tức là nói đến năng lực lãnh đạo, là năng lực biết chung sống với mất dạy của thằng tài. Thằng mất dạy là thằng tạo ra của cải nhiều nhất cho xã hội này. Nó có tài thì nó có tật, có tật chưa chắc đã có tài. Einstein, Newton, hệ sắc lô, các diễn viên nổi tiếng của Mỹ, bạn dẫn cuốn gỗ cho tôi coi xem nó tật thế nào. Hàn Mặc Tử 28 tuổi cùng một lúc yêu 5 con bồ. Tôi đang nói bí mật chứ còn các bạn không học một lãnh đạo. Đầu tiên phải là lãnh đạo. Hôm nay là nâng cấp lãnh đạo. Các bạn biết nấu phở rồi. Hôm nay là nấu phở cho mẹ chồng khỏe. Huyết tử là ở thằng tài. Đằng này giảm biên chế, thằng nào không ấn vân tay đuổi, thằng nào ngỡ mặt đuổi, thằng nào đi chế về giống đuổi. Rất tiếc, đó lại là những thằng có tài. Mà giảm biên chế cái kiểu thế này thì đất nước còn chết. Giữ lại toàn những thằng chỉ có năng lực chấp hành. Chìm gặp bác chào màu, chào màu. Tôi không tin vào công cuộc giảm biên chế này nếu mà tiêu chuẩn không rõ ràng. Đấy, mật mã nó thế. Lãnh đạo giỏi, đi đường đúng, càng muốn đạo quân để sai, có thói quen thực thi. Mà cái đám thực thi toàn là chịu tử lắm. Các bạn ạ, Quan Vũ, các chị ạ, Trương Phi quá đỉnh. Nhưng nó còn một cái nữa, đó là đội cộng sự. Tất cả thành công của tôi là ở hàng tiền vệ. Hàng tiền vệ, thành công của Giang Ma đó chính là đội cộng sự. Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa buộc phải có cộng sự. Mô hình của các bạn hiện nay là một lãnh đạo, 4 thằng giúp việc. Các bạn chỉ đi được đường ngắn. Các bạn bị tai nạn máy bay một phát là công ty sập. Lãnh đạo rất giỏi, chiến lược rất giỏi nhưng không thực thi thì nó gọi là doanh nghiệp nhỏ bé, doanh nghiệp viển vông. Doanh nghiệp lãnh đạo giỏi, chiến lược đúng, thực thi quyết liệt, nhưng toàn là bò thực thi chứ không phải người. Trước sau phải cũng chết. Nó gọi là doanh nghiệp nhóm 4. Doanh nghiệp không hiệu quả. Nếu anh không thực hiện mật mã lãnh đạo thì nó lâm vào trạng thái đó. Nếu lãnh đạo giỏi, chiến lược đúng, thực thi quyết liệt, nhân sự nằm ở quan, nhưng rất tiếc lại thiếu quan văn, không có đội cộng sự thì nó gọi là doanh nghiệp nhóm 5. Doanh nghiệp ngắn hạn, trước sau phải cũng chết.
doanh nghiệp mà áp dụng được cả năm mật mã này, gia đình mà áp dụng được cả năm mật mã này, đất nước Việt Nam mà làm được năm mật mã này, thì nó gọi là doanh nghiệp nhóm 6 nó nằm ở phía ngoài, đó là đại gia. Nào, phần số 3 cụ thể như sau. Mật mã số 1, một là. Tôi phải ghi chữ một là, không tí nữa các bạn quên sử đi. Một là lãnh đạo. Lãnh đạo có nghề. Mày muốn có mật mã lãnh đạo thì đầu tiên mày phải có nghề lãnh đạo. Ai cũng phải có kỹ năng lãnh đạo. Nhưng tôi sống bằng cái kỹ năng này thì nó biến từ kỹ năng đó thành nghề của tôi. Nên sếp ở Việt Nam bây giờ gần 100% lính nó gọi là sếp là nó gọi từ uống ăn trở ra. Người ta gọi đó là phòng vệ, tuân thủ phòng vệ. Nó sợ mất nồi cơm thì nó gọi thôi. Chứ từ cuống họng trở vào tim, tao thừa nhận mày là sếp, tao chết đi. Lưu Bị, lùn tịt. Các bạn, Tào Tháo vừa lùn vừa đen. Là thêm đa nghi. Tống Giang vừa đen vừa lùn. Đặng Tiểu Bình vừa lùn vừa trắng. Nó càng sáng sáng. Các bạn, lãnh đạo nếu có kỹ năng thì ta chia thành 5 cấp độ sau đây. Và bạn phải ở một trong 5 cấp độ nào đó thì bạn xong được nhân tố 1. Thế thôi. Còn bạn không đạt yếu tố nào ở trong 5 nhân tố này thì bạn sẽ là thằng lính. Lãnh đạo là tố chất. Nói thật vậy, lãnh đạo hoàn toàn có thể huấn luyện được. Lãnh đạo cấp độ 1. Cấp 1. Cấp 1 được hiểu là thế này. Bạn có thể lãnh đạo được chính mình và lãnh đạo được một người đối diện. Đấy, hiểu thế chứ đơn giản. Vậy thì lãnh đạo cấp độ 1. 1. Kiến thức. Kiến thức có hai phần. Mày phải có kiến thức nghề. Mày lãnh đạo ở trong cái nghề đó thì mày phải đứng ở top 1 đến 5 của nghề đó. Ngoài kiến thức chuyên môn hẹp thì mày phải có kiến thức ngoài chuyên môn hẹp. Ứng xử, giao tiếp, văn, sử, địa, triết học. Cái kiến thức bên ngoài chuyên môn nó chiếm 85% khái niệm kiến thức. Trên vẻ tường thiên văn và dưới danh địa lý thì nó tạo nên một cái quyền lực tuyệt đối, đó là quyền chuyên môn. Cộng với cái thứ hai, miệng nói tay làm, đó là kỹ năng. Bạn để tâm, tức là bạn yêu cái gì thì bạn giỏi cái đó. Hãy để tâm sơ đồ mật mã lãnh đạo thì bạn sẽ trở thành siêu phàm. Lãnh đạo cấp độ 1, kiến thức cộng kỹ năng cộng thái độ. Thì thái độ này khó có trường lớp nào dạy lắm, mà nó sinh ra ở nhiều hoàn cảnh, gia đình, khí chất, rèn luyện các bạn ạ. Và đào tạo nó đóng một phần. Thái độ ở đây được hiểu như sau. Động cơ hành động. Bạn thiếu đàng hoàng là bạn thua. Đàng hoàng tới đâu sức mạnh tăng tới đó. Nếu bạn có động cơ tốt vì anh em. Thứ hai, ý chí. Các bạn, kiến thức thì kém, ý chí ly lợm. Không bao giờ bàn đến chữ sợ, chữ thua cả. Mất ý chí, đoàn quân mất sạch. Đó là chăm chỉ. Đó là trung thành. Đó là trung thực, rất chân thành với lính. Đó là làm việc nhóm. Những cái này nó chiếm tới 85% khả năng sai khiến người khác. Khi bạn có trong tay ba yếu tố kiến thức, kỹ năng và đặc biệt là thái độ thì bạn hoàn toàn có khả năng sai khiến bất cứ kẻ bên cạnh nào. Các bạn ạ, nếu có ba cái này thì bạn bắt đầu lãnh đạo được kẻ khác. Nói người ta nghe vì nó tạo nên ba cái quyền. Một là quyền pháp lý vì bạn là chồng.
Hai là hai cái này nó tạo ra quyền chuyên môn, và cái đàng hoàng nó tạo ra quyền cá nhân. Ba quyền lực ấy có thể sai khiến người khác được. Thằng nào đó mà thiếu một trong ba hoặc thiếu cả ba thì đó chính là thằng lính. Và khi thằng lính nó hoàn chỉnh được cái nó thiếu thì lập tức nó nhảy tót lên khả năng lãnh đạo kẻ khác, lãnh đạo cấp độ 2. Cấp độ 2 là lãnh đạo cấp độ 1, tức là ba phẩm chất phải đầy đủ, nhưng nó cộng thêm cái khả năng thứ hai, đó là năng lực động viên người khác. Bạn đừng hiểu động viên là kỹ thuật nhé. Động viên được hiểu là cái thói quen sống vì người khác. Level 3. Lãnh đạo cấp độ 3 là lãnh đạo cấp độ 2, nhưng nó có một khả năng tiếp theo, đó là năng lực quy tụ. Các bạn, nó đứng ở giữa và nó quy mọi người lại với nhau. Muốn quy tụ được thì bạn phải ôm toàn bộ cái rủi ro về phía bạn. Người khác đến với bạn vì theo lý thuyết quyền lợi, người ta lợi cái gì người ta mới tới. Hãy cho người ta lợi thì bạn mới có thể quy tụ được. Nhờ quy tụ mà bạn đạt mục tiêu lớn dựa trên chúng mong. Nó đến với bạn, một, nó phải được tiền. Hai, không được tiền thì được sự an toàn, vì bây giờ ta không tin thằng nào cả. Tao là chỗ dựa lòng tin cho mày. Nó đến với bạn không được tiền, không được an toàn, các bạn à, thì nó được một sự chỉ dẫn. Mày phải làm thế này, anh chị ạ, thì các bạn mới quy tụ người ta được. Các bạn đừng bao giờ kêu gào. Nếu không đạt cái này thì bạn không thể sai khiến một đội sản xuất được. Bạn có thể ở level 1 bạn sai được một người, nhưng sai cả gia đình thì bạn phải ở cấp độ 2. Nhưng sai một đội sản xuất phải cấp độ 3, sang cấp độ 4. Cho nên là cũng lãnh đạo nhưng không phải giống nhau đâu. Cấp độ 4 là cấp độ 3, 3, 4, 5 phẩm chất. Nhưng thằng này nó có thêm một phẩm chất nữa, đó là tương tác. Tương tác. Các bạn khó lắm đi các bạn ạ. Khả năng hợp tác ấy, khả năng tương tác. Tương tác với đội giúp việc. Với đội giúp việc thì anh thủ lĩnh đầu bàn phải làm đầy tớ cho chúng nó. Nó là thượng đế của mình, nó gọi là lãnh đạo dẫn dắt, nó gọi là lãnh đạo phục vụ. Đấy mới là thằng siêu đẳng. Cho nên bạn phải tôn trọng người ta. Kỹ năng tương tác cực kỳ khó, và đây là cái xấu nhất của người Việt. Lãnh đạo cấp độ 5 chính là cấp độ 4, nó cộng thêm khả năng tương tác, nhưng không phải tương tác với đội giúp việc mà tương tác với đội cộng sự. Mỗi hổ một rừng thì lên tới lãnh đạo cấp độ 5 thì người ta gọi là công ty liên tục bền vững, nó chết đội cộng sự tiếp tục. Lên đến lãnh đạo cấp độ 5 thì người ta gọi là lãnh đạo vĩ đại. Còn ở cấp độ 4, lãnh đạo tốt. Cấp độ 3, lãnh đạo hiệu quả. Nó thành cấp độ. Và lên tới cấp 5 thì là lãnh đạo có tính lãnh tụ. Lãnh tụ là lãnh đạo level 5. Lãnh đạo cấp 5 được gọi là, không gọi là lãnh tụ thì gọi là lãnh đạo vĩ đại. Từ tốt đến vĩ đại là hai chuyện khác nhau. Và dân tộc Việt Nam từ cổ chí kim lần đầu tiên có một danh sách lãnh đạo vĩ đại, đó là Bác Hồ chứ không phải anh Trần Hưng Đạo. Cho nên trong băng rôn người ta ghi Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Không phải người ta ghi chữ vĩ đại một cách tôn sùng cá nhân nữa các bạn ơi. Ở đây là thế giới phải thừa nhận chứ không phải chỉ dân tộc này các bạn. Những tàng phản động nhất Bác cũng dùng vào chính quyền mới. Sang đến thế giới là cả thế giới kính nể
cái khả năng tương tác đến tuyệt vời. Và bác nói với thằng Israel, nếu các anh mất đất thì Việt Nam sẽ cắt đất cho các anh ở nhờ. Các bạn ạ, đến ngày hôm nay Israel ủng hộ Việt Nam đến tuyệt đỉnh. Các bạn ạ, các bạn không nghiên cứu, các bạn không hiểu được, thế thì cố mà hiểu. Cho nên là may quá dân tộc Việt Nam có một người được xếp vào level 5. Chúng ta cố gắng phấn đấu đến cấp độ 4. Hiện nay tổng FO nó bình luận mới đến cấp độ 4. Đó là lãnh đạo hiệu quả, lãnh đạo tốt. Các bạn, các bạn vươn lên đây là một level hoàn toàn khác. Lãnh đạo từ cấp độ 1 đến cấp độ 3 không cần học, tự bạn đào tạo, tự phẩm chất nó có. Lãnh đạo 4 và 5 buộc phải học. Các bạn, bạn phải đọc sách suốt ngày để nâng kiến thức ngoài chuyên môn này. Cho nên có thằng lãnh đạo nào làm việc dưới 12 tiếng đồng, một loại lao động cực nhọc. Và do vậy 8 năm là cậu hết máu. Mỗi nhiệm kỳ lãnh đạo không bao giờ được quá 4 năm. Nếu theo trường phái của Mỹ, việc chạy toán thống kê, nếu trường phái của Pháp không quá 5 năm, nếu trường phái của Nga không quá 6 năm, tùy vào cái khảo sát sinh học. Thằng nào cực kỳ xuất sắc thì được 2 nhiệm kỳ, xuất sắc trên cả xuất sắc nhiệm kỳ 3 nào. Vì nó chứng minh rằng mày làm 10 năm hoặc 8 năm là mày không còn tí máu. Tổ chức BNI thế giới nó quy toàn bộ doanh nghiệp lại với nhau. Khẩu hiệu của BNI được vận dụng vào Việt Nam không thành công. Khẩu hiệu của nó chỉ có một khẩu hiệu thôi. Đã vào hội tức là chơi với nhau có một khẩu hiệu, hãy trao đi. Không có phẩm chất trao đi, tuyệt đối nó đuổi ra khỏi hội. Mày trao tới đâu thì mày nhận tới đó. Tân Việt Nam không hề có đặc điểm trao. Đốc được cái gì là đốc. Đấy là yếu tố một. Mật mã đầu tiên, mày muốn làm mật mã lãnh đạo thì đầu tiên mày phải là lãnh đạo có nghề. Thứ hai, bây giờ đến hai là các bạn phải tập trung hơn 50% sức lực của mình để vẽ đường đi cho mình. Người ta gọi đó là chiến lược. Mật mã nó nằm ở đây. Tất cả các chú chết một là vì có chú ngủ. 69,9% số liệu có trong tay đổ vấy tất cả do một chữ ngu mà ra. Cái tội đồ thứ hai mà chết là vì chủ dịch đi sai đường. Nếu mà con người mà đi sai đường thì đó chính là con vật. Con vật khác con người có một chi tiết thôi. Con người làm được cái gì, con vật làm được cái đó. Hầu hết con người bắt chiếc con vật từ thế võ cho đến cái đầu máy bay. Nhưng con vật nó không có hệ ý thức. Cho nên con người nó khác con vật là hành vi của nó là hành vi có mục đích. Các bạn ạ, mà nếu không có mục đích thì nó sẽ thành con vật. Các bạn ạ, cho nên là bạn không có đích thì bạn sẽ đi một cách vô định. Đấy là mật mã thứ hai. Bạn hãy tưởng tượng sơ đồ sau đây. Các bạn, kết quả thằng Einstein, Newton nó bổ não ra thì cái đích của nó là ở đây. Không hiểu sao quả táo nó lại rớt vào mồm mình mà nó không rớt mẹ lên phía trên. Cả một cuộc đời nó đau đớn cái mục đích và nó xuất phát ở đây, nó cứ thế. Và cuối cùng thì nó phát hiện ra định luật. Thằng Archimedes đi tắm cũng nghĩ, đi toilet cũng nghĩ, và đời chỉ có một mục đích, nó không bị phân tâm. Nó gọi là lý thuyết tập trung vì tao có đích rồi. Cho nên cuối cùng thì đang tắm cậu phát hiện ra, khỏi mặc quần áo luôn, nhảy ra giữa sân, Eureka, tìm thấy rồi. Nhưng các bạn có đích được. Các bạn à, suốt ngày đâm đầu để tranh luận tranh nhau cái chức trưởng phòng. Cho nên bạn phải có chiến lược. Toàn bộ sơ đồ chiến lược được vẽ như sau. Đây là bí mật số 2. Một, phải xác định được nguồn lực của mình. Bí mật 50% nó nằm ở chỗ này.
vì con người nó có xu hướng, nó hướng vào cái tôi. Cho nên các bạn đang đánh giá các bạn cao, cao hơn rất nhiều so với cái bạn có. Hãy cảnh giác điều đó. Cho nên nhiệm vụ của bí quyết ai, mỗi thằng phải biết mình là cái gì. Nếu bạn hiểu bạn quá yếu thì bạn thắng 50% cuộc đời. Tao cân đâu mạnh đâu. Tao yếu, tao sẽ đánh theo kiểu yếu. Mà tao mạnh, tao sẽ đánh theo kiểu mạnh. Đã yếu mà chơi trò đánh mạnh thì nó lộ mạnh. Tất cả những thằng thắng lợi đều là thằng yếu chứ đâu phải thằng mạnh. Thằng mạnh đi tu về. Các bạn ạ, vì mình cảm giác mày mạnh nhưng không phải mạnh, không mạnh đến mức như mày nghĩ. Từ nguồn lực thì bạn phải ấn định được mục tiêu. 30% là nếu bạn đặt vấn đề mục tiêu đúng. Chiến lược là gì? Chiến lược là đánh giá nguồn lực. Chiến lược là đánh giá mục tiêu dựa trên nguồn lực. Nếu đặt mục tiêu cao hơn nguồn lực thì nó gọi là phát triển lòng. Nếu đặt mục tiêu dưới nguồn lực thì nó gọi là thằng hèn. Trước sau đời nó cũng bỏ mấy chết. Bắt buộc phải đặt mục tiêu tương ứng với nguồn lực. Làm sao mà đạt được mục tiêu? Nếu mục tiêu tương xứng với nguồn lực rồi thì ở đây nó là yếu tố 3. Đó là cách đánh. Cách đánh chiến lược. Nó có 4 thủ đoạn. Chơi phòng thủ nếu nguồn lực tôi yếu, chơi tấn công nếu tôi mạnh, bóng đá cũng vậy, chơi trung gian đa dạng hóa nếu tôi bình quân các bạn, hoặc là tôi chơi tầm người, tôi vào nhà thằng khác nếu ở mức trung gian thứ hai. Tất cả chiến lược là ở chỗ ấn định mục tiêu và cách đánh dựa trên nguồn lực. Mọi hành vi của bạn phải là của bạn, đường đi phải là của bạn, tất cả tập trung ở trên nguồn lực. Đấy là cái thứ hai, mật mã thứ hai. Vẽ đường đi gồm có hai đoạn, mục đích và cách đi, tất cả dựa trên nguồn lực của mình. Yếu thì chọn cách đánh yếu và chọn mục tiêu yếu, rồi tìm cách nâng nguồn lực lên. Khi nguồn lực được nâng lên thì mục tiêu được nâng và cách đánh được chuyển. Ok. Huyền tử số 3, ba là năng lực thực thi. Bạn phải tạo ra một đội quân, công ty em 4.000 tỷ, 4.000 nhân sự. Mày mang 4.000 ra mày dọa tao à? Tao cần 4.000, tao cần 400 nhân sự làm việc, chứ tao không cần 4.000 người ngồi họp. Bây giờ làm sao để cho chúng nó thực thi? Nó có một văn hóa làm việc chứ không phải văn hóa nói. Thì bạn là lãnh đạo, bạn mới sai cái nào mới làm việc được. Nó chấp nhận sai nhưng nó không làm thì mọi thứ chiến lược và tài lãnh đạo là vô nghĩa. Nhưng nó có văn hóa làm việc thì các bạn có năng lực sai khiến rồi thì bắt đầu tổ chức nó mới trôi. Để đạt được điều này thì nó lệ thuộc vào các biến sau đây. Một, khâu tuyển dụng. Người ta cực kỳ khốc liệt ở chỉ tiêu thực thi, loại bỏ tất cả những con lỗ hổng. Tiêu chuẩn hàng đầu là làm và làm. Ở trong tổ sản xuất của bạn có 3 thằng nó cứ lầm đùi nó làm, bạn thắng tuyệt đối cái tổ bên kia. Đấy là tôi mới nói 3/10 nhỉ. Mà bạn có 10 thằng làm việc cả 10 thì bạn có một đội quân làm ạ, không ai có thể địch được. Cho nên muốn cho một đạo quân thực thi phải tuyển dụng thằng thực thi, còn nhân nhượng còn chết bằng mấy trả cấp hoặc Liên Xô mới bị vừa và vừa vừa. Thứ hai, gặp cái đạo quân mà nó chưa có thói quen thực thi thì bắt đầu nó vào, nó tiếp tục tạo văn hóa thực thi. Các bạn, văn hóa thực thi được khởi động bởi 2 động tác. Một, đó là dàn lãnh đạo phải thực thi. Thằng nào trong dàn khung từ trưởng bộ phận trở lên đuổi chưa tiếp. Động tác thứ hai, đó là tập cái văn hóa lính thực thi.
lính thực thi bằng cách lên chức dựa trên thực thi, trả lương dựa trên bản mô tả công việc thực thi, khen ngợi dựa trên thực thi, không được khen ngợi dựa trên bất cứ một tiêu chí nào ngoài thực thi. Các bạn ạ, nó sẽ tạo ra một văn hóa làm lương thực thi, đề bạt thực thi, rồi nó sẽ thành thói quen thực thi. Đuổi những thằng nói một ấy. Đó là môn học giật giải Nobel của Mỹ đấy. Đó là huyết tử số 3. Bây giờ thứ 4. 4 là mật mã lãnh đạo mà. Bạn thiếu một mật mã là bạn thua. Mật mã thứ 4 đó là người tài. Và sơ đồ nhân sự ở trong công ty của bạn, chúng ta học mãi rồi. Ở đây là yếu tố thái độ. Mà thái độ là gì? Là phẩm chất cá nhân. Người ta còn gọi là độ hiếm. Và chiều ngang đó là kiến thức cộng với kỹ năng, nó tạo lên một hình hài. Ở trong lớp này có 4 loại nhân sự. Loại 1, loại 2, loại 3, loại 4. Loại 1 nhìn từ đây trở lên hiếm. Nhìn theo chiều ngang hiếm mà ngủ. Loại thứ 2 hiếm. Từ đây trở lên hiếm mà lại giỏi. Loại số 3 không hiếm. Cái loại mày đầy đường, mày theo mày kêu học ở nước ngoài. Sau 75 dân Việt Nam bọn trẻ toàn học nước ngoài. Mày loại không hiếm mà lại giỏi. Loại thứ 4 không hiếm, đã mất sạch lại còn ngủ. Không có loại thứ 5. Vấn đề huyết tử của người lãnh đạo là phải hiểu như sau. Loại hiếm mà ngô, nó cho làm oxy. Bạn không có oxy đời bạn mặt. Vì cái vai này nó đóng vai trò giữ hậu phương. Thế mà con oxy nó về cuối là đời bạn mặt. Nó quan trọng hơn con vợ đó. Cái loại số 4 này này, đã mất dạy mà lại còn ngủ, rất cần các bạn ạ. Nó gọi là lao động thời vụ. Lúc cần thuê nó vào khuôn bàn ghế cho ít tiền biết. Loại này nó chuyên giải quyết khủng hoảng của công ty khi cần người có liền. Còn cái loại hiếm mà giỏi thì nó làm sếp. Mà đã sếp thì phải là nhóm ai hiếm mà giỏi. Mà khi nào hiếm mà giỏi thì mới được làm sếp. Còn cái nhóm mất dạy mà giỏi là cái nhóm mà nó tạo ra của cải. Tạo của cải. Tất cả của cải của các chị nó tạo ra đều từ những thằng mà các bạn rất khó chịu. Rất tiếc vì nó giỏi cho nên nó mới tạo ra khó chịu. Trình độ cuối cùng của thằng giám đốc là thằng biết dùng nhóm bạn. Huyết tử của một doanh nghiệp chính là bọn nhóm bạn. Là cái tụi rất giỏi nhưng lại có tật. Là cái lũ tạo ra của cải. Nhưng vì bạn là cái nhóm không phải nhóm ai, cho nên bạn ngồi ở nhóm ai, bạn nhìn nó bạn ngứa mắt. Bạn ngứa mắt có nghĩa là bạn chưa nhóm ai. Các bạn ạ, huyết tử của một thằng lãnh đạo chính là biết sử dụng nhân sự nhóm bạn. Rất giỏi nhưng lại rất mất dạy. Khi nào mà hết mất dạy thì mày sang là lãnh đạo. Mày chưa hết mất dạy thì cả đời mày sẽ là lính thực thi. Cho nên là linh hồn của bí quyết của thành công đó là biết sử dụng sử dụng trương phi. Trương phi là cái vây trên của con cá lưu bị. Bên này Quan Vũ và Triệu Tử Long là hai cái vây ở hai bên các bạn ạ. Chính đỉnh đầu của Khổng Minh các chị ạ. Để thu phục được Khổng Minh thằng giỏi như vậy thì mày phải nhận được, mày biết sử dụng người ta và nó tạo nên sự nghiệp cho nhà. Ok. Cho nên huyết tử của nhà lãnh đạo là phải biết dùng nhóm bạn. Cái đám này là đám tạo ra toàn bộ của cải cho dân tộc Việt Nam các bạn.
Còn cái đám lãnh đạo thì có tính chất kiến tạo. Năm là nghị quyết cuối cùng, năm là đội cộng sự chứ không phải đội giúp việc. Thưa các bạn, hiện nay còn thư ký giám đốc nó khác ngày xưa. Ngày xưa còn thư ký giám đốc là lẽ ra ta phải mua một bó hoa ta để trên bàn. Bây giờ thay vì mỗi ngày phải có lọ hoa thì mỗi ngày ta trả lương cho mày. Và con 19 tuổi làm thư ký cho tao thực chất là cái bình hoa di động. Con thư ký ngày nay nó không phải máu đỏ. Thư ký ngày nay phải giỏi tương đương giám đốc. Các bạn ạ, nó chỉ thua thằng giám đốc năng lực gây ảnh hưởng. Các bạn ạ, nó là cộng sự. Cho nên làm việc với thư ký bây giờ không phải thư ký như ngày xưa. Bán hàng ngày xưa là con buôn, còn bây giờ làm sale là một nghề cực khó với năng lực ta. Đằng này nó học ngu như con bò, thế là bắt đầu em đi làm sale, nó tưởng như làm sale rồi. Mẹ bắt đầu mặc áo chế xuống giọng eo eo, thế là bán được hàng. Vâng. Đội cộng sự là cái đội mà mày lăn ra mày chết, nó làm lãnh đạo thay mày 30 đấy mày. Không bao giờ công ty nó sợ. Các bạn ạ, thì bạn phải xây dựng cho mình một đội cộng sự. Đặc trưng của đội cộng sự là cái đội chuyên đi phản biện. Các bạn ạ, bạn đưa ra ý kiến và bắt đầu nó nói ra. Đến lượt tôi có ý kiến. Tôi nghĩ là phương án này tôi chưa yên tâm. Bây giờ bạn không có đội cộng sự, tất cả những tập đoàn lớn họ đều mời tôi với tư cách cộng sự, vì họ tạo được quân chưa được. Thì bạn không có thì bạn phải phát triển nội bộ, không được thì bạn phải đi thuê. Bạn ngồi một mình, bạn tự khen bạn trên đời bạn mà. Cho nên hợp đồng với các tập đoàn lớn nó ghi gửi ông Lê Thẩm Dương, đó là tờ bên ngoài, và tờ hợp đồng nó ghi như sau: hợp đồng thuê chửi. Nghĩa là tôi ngồi tôi khen là tôi vi phạm hợp đồng, tôi chỉ có nhiệm vụ được chê thôi. Và sau khi chê nó phản biện lại rồi, tôi phản biện nó. Và khi tôi cứng lắm thì có nghĩa phương án này đúng. Người ta thiện chí đến mức như vậy, người ta thuê người về chửi người ta đấy các bạn ạ. Còn các bạn chưa nói câu nào đã nổi cơn từ ai. Các bạn chỉ có sập đến sập thôi. Và hy vọng gặp các bạn ở đợt sau với mật mã cá nhân, còn đây là mật mã lãnh đạo. Ok, xin chào. Hiện nay trên thị trường có một bộ ba cuốn sách về nhân sự rất nổi tiếng của giáo sư David Ulrich, bộ óc số 1 thế giới về nhân sự hiện đại. Ba cuốn sách đó là Bản đồ chiến lược nhân sự này, Thương hiệu lãnh đạo và Mật mã tài lãnh đạo. Thì tiến sĩ có chia sẻ gì với bạn đọc về bộ ba cuốn sách này? Tâm đắc lắm. Đấy là chia sẻ, tâm đắc lắm. Lý do là thế này này. Một, cho tôi một câu nói có thể có sức mạnh hơn một khẩu đại pháo. Đó là câu nói của Napoleon, nó đúng tuyệt đối. Cho nên cái não anh mà mở ra là lập tức của cải nó tăng. Không hề nói quá. Thế mà ba cái cuốn sách này người ta tích lũy cả về định tính, định lượng. Người ta mới đưa ra được và được kiểm nghiệm rồi. Thành ra là nó quý lắm. Và bây giờ tôi nói tổng quan nha. Tôi nói ví dụ này. Bản đồ chiến lược nhân sự. Nhân sự đã khó rồi. Nhưng khi nó phối vào với nhau thì nó phải đạt được cả bốn thì nó sẽ giải quyết được. Bên này là chất lượng nhân sự, ở dưới này là chi phí nhân sự. Hai cái này mà mâu thuẫn là vứt. Anh chi nhiều thì anh có nhân sự tốt, nhưng anh không có tiền thì làm sao anh có nhân sự tốt. Mà anh giải quyết được hài hòa là ok hai mặt. Nhưng mà tôi giả định này, tiền anh chi nhiều mà nhân sự anh tốt rồi, nhưng mà bên này làm việc không hiệu quả, thì cái nhân sự tốt ấy bỏ và phí phạm rồi. Nhưng bây giờ này, chi phí tốt, chất lượng nhân sự tốt, nhưng mà hiệu suất tốt. Nhưng mà cái đau nhất là người ta không phối hợp với nhau, người ta không tạo ra cái bản đồ á. Thì đội hình ấy là vứt về nhân tài, vứt về chi phí, và cả cái hiệu suất ấy không được nhân bội do cái tính phối hợp bên này. Vậy thì bản đồ nó vẽ lên một bức tranh bằng mọi giá phải đạt. Cho nên nó dẫn tới chi phí nhân sự cao, vứt nếu không thiết lập được bản đồ. Nhân sự cực tốt, vứt nếu không vẽ được bản đồ.
Hai cái này tốt mà hiệu suất từ người rất cao, vẫn thua người ta, vẫn là vì không phối hợp được, phải đạt cả bốn. Thì tôi nói xong thì chính tôi còn thấy hay nữa, anh thấy không? Bây giờ tôi mới chia sẻ cuốn thứ hai là cái anh lãnh đạo. Bây giờ tôi chỉ nói đơn giản, anh đi vắng đi, anh rất tài, nhưng anh đi vắng là sếp đi một cái là vắng chủ nhà là gà vọc niêu tôm. Không, tôi đi vắng mà người ta vẫn làm. Mà khi người ta làm thì nó có ba kiểu tuân thủ. Tuân thủ bắt buộc, vứt. Tuân thủ phòng vệ, tức là sợ mất lương, vứt. Tuân thủ tự nguyện mới đạt chỉ số tối đa trong cạnh tranh. Vậy thì cái anh lãnh đạo này này, ngoài cái việc lãnh đạo ra thì anh phải gieo cho người ta vào trong não người ta cái hình ảnh của anh với những hình ảnh, bảy hình ảnh tuyệt vời: quyết đoán, sẵn lòng, xả thân, nó nằm hết trong này. Thế nếu anh không xây dựng thì anh thua, thì người ta gọi đó là thương hiệu lãnh đạo. Thì nó đạt được cái chỉ số thế này, người ta tự nguyện làm việc cho mình, thậm chí làm việc cho anh là hạnh phúc đời em. Thứ hai, anh đi vắng công ty vẫn chạy, nhưng mà anh không biết cách để làm sao mà anh làm được điều đó. Thì đấy là cái thứ hai. Tôi nói ví dụ bây giờ lãnh đạo, nhưng mà khổ cái lãnh đạo nó 5 level, 5 cấp. Cấp 4 là lãnh đạo hiệu quả, cấp 3 là lãnh đạo tốt, cấp 2 là lãnh đạo có hỗ trợ nhóm, cấp 1 là lãnh đạo đơn phương. Nhưng cái cấp 5 mới kinh khủng. Cấp 5 là trên lãnh đạo hiệu quả, thậm chí nó đạt tới chỉ số lãnh tụ. Thì cấp 5 là lãnh đạo vĩ đại. Vậy thì anh đạt tới chỉ số lãnh đạo cấp 4 rồi, tuyệt vời lắm rồi. Nhưng trong cạnh tranh nó đòi anh phải cao hơn nữa, tức là lãnh đạo cấp độ 5 đi. Thế thì lúc này từ 1 đến 4 thì anh có con đường để anh đi tới. Nhưng mà sang đến cấp độ cao hơn thì không phải là con đường nữa rồi, nghĩa là không phải ai cũng làm được nữa rồi. Thì lúc này nó liên quan tới cái bí quyết. Cho nên ở đây nó có hai chặng. Một chặng là con đường, thì anh con đường anh chỉ đi đến một bước độ thôi. Nhưng mà trở nên cấp độ 5, tức là trở nên tài tài lãnh đạo ấy, thì nó sang một giai đoạn 2, không phải là con đường nữa. Điều đó không phải ai cũng làm được, mà nó là mật mã. Vậy thì nấu phở để bán nghe chừng có vẻ cũng không khó lắm, nhưng nấu phở mà đạt đến chỉ số không ai nấu được thì nó đòi hỏi bí quyết. Thì cái cuốn này thú vị ở chỗ này, nó giải quyết được cái bí quyết phở gia truyền, tức là mật mã lãnh đạo có tài, mật mã tài lãnh đạo. Nó hay lắm, nó hay lắm. Vậy thì anh vươn lên ở trong cái thế đó, không có gì không làm được, vượt ngưỡng đi. Thì bây giờ tôi trao đổi với anh, có cái gì mà có thể chê được tài liệu này? Mình là đi sau, theo lý thuyết của sự lạc hậu thì đi sau dở lắm, đuối. Nhưng cái gì cũng tính hai mặt, đi sau thì mình tận dụng được lý thuyết của sự lạc hậu. Người ta mất bao nhiêu là học phí, mà mình đi sau, mình không mất cái gì cả, mà mình lại được, không mất học phí mà được hỏi thành quả. Thế tại sao lại không học, đúng không? Thấy tôi phân tích thế, thì anh thấy những cái đó quá cần, nó là bắt buộc phải có, chứ không phải là nên hay không nên nữa. Xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Lê Thẩm Dương về những cái chia sẻ rất hữu ích vừa rồi. Và em tin chắc rằng là chương trình này với những kiến thức và kỹ năng về nhân sự thầy cung cấp sẽ giúp trang bị những tri thức toàn diện nhất, năng lực